Xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay là ngày 8 tháng 3 2019 và hôm nay mình sẽ giới thiệu ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ của nhà mình, bên mình hôm nay đang có. Đây ạ, và mình đây trên tay ở góc chỗ mình góc này. Đây là con Oppo, con này Oppo. Mình còn Oppo này, Oppo A37. Mình bán giá với giá là hơn 1 triệu đồng. Này mới đẹp keng. Và con này là con Samsung, con này là Z7 Pro, Z7 Pro. Mình bán với giá là hơn 2 triệu đồng. Và con này là con Oppo A37, mình bán giá hơn 1 triệu đồng các bạn nhé. Và đây là con này Samsung Z7 Pro, mình bán với giá là hơn 2 triệu đồng một tí các bạn nhé. Còn Oppo này, con Oppo này là Oppo A83, mình đang bán với giá là 2 triệu 200 nghìn đồng. Và con này là HTC M9 với nhưng bàn giá là 1,2 triệu nhé các bạn nhé. Này năm thường này mình đang bán giá là 1 triệu nhé các bạn nhé. Và đây con này Samsung V5 và con này mình bán giá là 1,5 triệu đồng. Con này là Samsung V5 không bán giá 1,4 triệu nhé. Và đây là con 4S mình đang bán giá là 600. Con này là con Redmi C1, con này đến nguyên hộp mình đang bán giá 2 triệu đồng nhé. Và con Oppo này, Oppo F5 mình đang bán với giá là hơn 2 triệu. Các bạn đợi một tí mình đang có điện thoại nhé. Mình sẽ quay lại các bạn trong ít phút. Alo. Đây là tiếp tục với sản phẩm của nhà mình thì là con này, con 5S mất vân tay là bán giá 1,4 triệu nhé. Và đây là con Oppo M1 với kép nó bán giá là 1,5 triệu đồng. Mình đang bận một tí nhé. Đây đi làm mốt thì phải lô hai ạ. Nói chung là tầm này nó được. Nó chuẩn camera mà. Chuẩn loa camera mà. Con này có em của ai? Của ông già. Con này lâu hết đấy nhỉ? Bà đang mua lâu rồi kìa. Mới mua hơn 8 thôi. Bây giờ thì không còn nữa. Dùng sửa. Dùng nghe gọi không thì bè. Để còn qua mạng cũng bè. Dùng một này để quá cho nó hỏng. Ba chục kìa. Con 6 đâu?
6 ở nhà tôi mua lại đấy thôi. Dạ. Còn mua lại mình trăm à, 2 triệu của anh nhà cùng anh. Nó không đề phá mới phải mới phá mất khẩu xong rồi. Không, cái đấy là cái 7 là phá mất khẩu. Ừ, phá khẩu đây rồi. Vâng. Anh đây. Ok. Có thể ra bán được bao nhiêu anh? Hả? Cũng tầm đấy. Ừ, trả lỗ được. Thay quả pin thế mà phải sang thay pin. Thay pin để lâu rồi thay. Và tiếp mình đến mình thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Xin lỗi các bạn, mình vừa bận khách một tí nhé. Và bây giờ đây là con Meizu, con này M6. Mình đang bán với giá là 1.500.000 đồng và máy mới keng kèn, chưa một vết xước. Pin thì rất trâu. Mình để bao nhiêu ngày rồi, pin còn rất nguồn. Ừ. Là Samsung, còn là Samsung con này, Samsung Z 7 Prime. Mình bán giá hơn 2 triệu đồng. Và đây là con Samsung, đây là con Nokia 3. Mình đang bán với giá là 750.000 nhé các bạn nhé. Nokia 3, máy còn vỏ thì hơi viền thì hơi xấu một tí, nhưng mà màn hình mấy nắp lưng thì họ dán kính cường lực. Mấy thì đẹp cong canh các bạn. Và đây là cái mẫu số máy cũ của nhà mình đang có. Thì mình toàn máy cắm nhưng mà chưa có con nào thanh lý nhé các bạn. Có mỗi con lót 3 ở chỗ ở giữa đấy, con đen con trắng ấy, thì mình đang bán với giá 1.4 triệu nhé. Và đây cửa hàng của mình này rất đồ, nhiều đồ được trả hàng sửa chữa đấy các bạn ạ. Vâng. Và các bạn thì thấy hay chia sẻ thì các bạn nhớ đăng ký like, subscribe kênh giúp mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.